Xin chào mọi người. Hôm nay là video review đầu tiên mà mình up trên kênh 2022 trong năm 2022, và mình sẽ review cuốn sách Những vị thần nước Mỹ của Neil Gaiman. Mình đã hoàn thành cuốn sách này, với mình đó là một thành tựu, bởi vì các bạn có thể thấy nó rất là dày. Cuốn này là dày tầm 600 hơn 600 trang. Và cỡ lại còn rất là to nữa. Và chữ thì cũng có thể gọi là chữ cũng dày đặc. Nên là với mình thế là một thành tựu, một kỳ công rất là lớn khi đã hoàn thành được cuốn sách này. Mỗi ngày cũng chỉ đọc có vài trang thôi, vì mình cũng trong ngày đi làm nữa, nên là cũng không có thời gian để mà đọc nhiều. Nhưng mình đã hoàn thành rồi. Và các bạn có thể nghĩ là mình rất có thể là sẽ đi hết cuốn này đúng không? Mình cũng đã từng nghĩ như thế đấy. Bởi vì khi bắt đầu đọc cuốn này thì mình cảm thấy khá là bất ngờ vì cái cách viết của tác giả với cuốn sách này. Nó cảm giác hơi khác so với những cuốn sách trước mà mình đã đọc của Neil Gaiman. Thì với cuốn sách này thì cái lối viết rất là chậm, cực kỳ là chậm. Cái nhịp truyện nó khiến cho cái nhịp truyện nó đọc rất là chậm rãi. Và mình biết là cái việc này nó sẽ khiến cho nhiều người nản chí và không muốn đọc cuốn này nữa. Không chỉ do là cái cách viết nhịp chậm như thế mà trong cái nội dung của truyện nữa, thì cũng có rất là nhiều đoạn mà tác giả kéo dài ra, nó rất là dài. Thế nên là nếu các bạn cảm thấy ngại đọc truyện dài thì có thể là cuốn này sẽ hơi khó đọc và bạn sẽ nản chí. Thế còn về nội dung cuốn này thì nội dung rất là thú vị. Thực sự nó rất là độc đáo với mình. Bởi vì cái lần đầu tiên mình biết về cuốn này thực ra là từ cái series phim. Mình xem cái phần 1 của series phim American Gods. Và mình thấy rất là hay, cho nên khi thấy cuốn này được dịch thì là mình quyết định là sẽ mua cuốn này. Vì dù sao là mình cũng có ý định, bởi vì mình thấy phim là hay rồi thì mình muốn đọc truyện xem thế nào ấy. Nội dung của cuốn sách này là nói về nhân vật Shadow. Một cái anh vừa mới ra tù, và anh ấy được lôi vào một cái cuộc chiến rất là kỳ lạ giữa các vị thần. Ở đây là có các vị thần cũ và vị thần mới ở nước Mỹ. Các vị thần cũ ở đây là chính là những cái vị thần mà chúng ta đã biết từ ngày xưa là được mang đến nước Mỹ tự bởi những người dân nhập cư, và có cả những vị thần của bộ tộc mà vốn đã tồn tại ở nước Mỹ từ thời cổ đại, từ được cổ xưa rồi. Còn các vị thần mới chính là những vị thần được sinh ra bởi các thế hệ hậu duệ của những người sống ở Mỹ này. Đó là những vị thần hiện đại hơn, những vị thần được sinh ra từ các cái ngành công nghiệp hiện đại này, từ cái tính của con người và những cái di sản sinh ra mà nó đang thống trị thế giới như bây giờ. Ví dụ có những vị thần tài chính này, rồi thần media truyền thông này, thần toàn cầu, thần thế giới vân vân, rồi thần của công nghệ internet này. Đấy là những vị thần rất hiện đại. Đó là những cái mà liên quan đến các vấn đề, các khía cạnh vấn đề trong xã hội hiện đại của chúng ta. Còn các vị thần cũ đấy chính là từ những vị thần Hy Lạp này, vị thần Ai Cập này, rồi Bắc Âu này, rồi các vị thần nào đấy nữa mà mình cũng không biết. Ở đây có cả những vị thần ở Nga gì đó mà mình cũng không rõ lắm đâu. Và thực ra về cái thị phần loại Hy Lạp nó cũng không thấy mấy các vị thần Hy Lạp xuất hiện đây lắm. Được rồi, thế thì cuốn này thì mình cảm nhận thế nào? Cảm nhận chung của mình là mình khá là thích cuốn sách này. Mặc dù cái điểm, nó có nhiều điểm là cũng không ổn đâu, nhưng mà mình vẫn có thể bỏ qua cho được ý. Bởi vì mình vẫn khá là thích đọc cuốn sách này. Cái nội dung rất là thú vị nhá. Và cái giọng văn ý, mặc dù cái giọng văn nó khá là đều, phải nói như thế, nó chậm, nó gọi là tẻ nhạt đi, nó cũng có thể đúng, cái từ tẻ nhạt cũng có thể đúng để miêu tả của cái cách viết này. Tẻ nhạt này và rất là dài dòng này, và có đôi khi cảm giác nó cũng hơi khô khan, nó hơi không có cảm xúc ấy. Nhưng mà mình vẫn rất thích cuốn này. Mình vẫn thích cái cách hành văn này, mình thích cái quá trình đọc cuốn này, nó không khiến mình cảm thấy đau khổ khi đọc ấy. Có những cái cuốn mà nó đọc quá dài dòng đến mức mình không thể nào chịu nổi, và mình phải đi ép chẳng hạn. Nhưng cuốn này nó không như thế. Mình rất thích cái cách viết, nó đôi khi nó buồn ấy. Nó không phải buồn, nó theo kiểu hơi dạng chiêm ngẫm. Mình cảm giác như nó sẽ có rất nhiều cái tầng ý, các cái lớp ẩn ý nào đấy mà mình không biết. Thì cái đấy chắc là dành cho những bạn nào mà nghiên cứu sâu xa hơn về cuốn này nhá. Còn mình thì đang đọc ở cái phần bề mặt thì mình cảm thấy là nó chắc là sẽ có nhiều những cái lớp nghĩa nào đấy. Tuy nhiên thì nếu gọi là các bạn muốn giải trí xem nào, nếu cuốn này
để gọi là đọc giải trí, nó cũng không hẳn để giải trí được đâu, bởi vì nếu các bạn muốn tìm cái yếu tố giải trí thì những cái cuốn khác nó ngắn gọn hơn, nó có tiền tiết tấu nhanh hơn thì có lẽ nó sẽ hợp hơn ý. Còn cuốn này nó hơi, nó khá là chậm. Và mình có đọc các cái review trên Goodreads thì có thể thấy ra là cái việc viết nó chậm như thế là cũng là một cái điểm nó không hay ở cuốn sách này. Ngoài ra thì còn là vì những cái đoạn rất là dài dòng và nó không cần thiết ý, nó quá dài khiến cho nhiều người là cũng không thể xem nó cần thiết là thế. Thì mình cũng công nhận cái đấy là có nhiều đoạn mà nó cũng không quá là cần, tại sao nó phải dài như thế để làm gì đâu. Thế còn về câu chuyện thì sao? Câu chuyện chính của chúng ta là nói về một cái cuộc xung đột giữa các vị thần mới, thần cũ, mà một các vị thần sống chủ yếu dựa trên những niềm tin của con người, và họ có các cái bản thể xuất hiện ở nước Mỹ này, họ có các bản thể đồng thời cũng xuất hiện ở tất cả các khu vực khác nữa, nhưng cái đấy thì mình cũng không quan trọng lắm phần đấy. Nói chung là các vị thần cũ hiện giờ đang sắp mờ nhạt đi, đang sắp không còn sức mạnh nào nữa, do là các vị thần mới đang tiếp quản thế giới rồi. Vì như bây giờ các bạn thấy rồi đấy, là chúng ta được bị thống trị bởi truyền thông, bởi tiền bạc vân vân, các thể loại của hiện đại. Thế giới hiện đại đúng không, người ta không còn nghĩ gì đến các vị thần cũ nữa, các vị thần cũ gần như là chỉ sống trong kỷ niệm của những người nào vẫn còn nhớ đến họ mà thôi, chứ họ cũng không còn có quyền lực nó quá mạnh như các vị thần hiện đại nữa. Nên đó là lý do tại sao mà các vị thần cũ đang cố gắng là thực hiện cuộc chiến để chống lại các vị thần mới, để có thể giành kiểm tầm kiểm soát cho các vị thần mới. Đương nhiên là đang cần kiểm soát thì phải hạ triệt hạ đi những cái gì cũ kỹ để mở đường cho cái mới mẻ, cho cái mới hơn. Đó là cái cuộc chiến giữa cũ và mới. Thì tuy nhiên là nếu các bạn mong muốn đọc về cuộc chiến đó thì sẽ bị thất vọng. Thực ra như mình cũng đã khá là thất vọng ấy, bởi vì khi mình đọc, mình xem phim thì mình biết là có cuộc chiến đấy rồi, mình thấy rất hay rồi, thì mình chờ đợi cái cuộc chiến đấy xảy ra. Thì với chuyện thì mình cũng như vậy, mình đang chờ đợi là cuộc chiến đấy có thể, nhưng mà một cuốn sách nói về chiến tranh nhưng mà thực sự nó không xảy ra cuộc chiến tranh đấy. Đến tận gần cuối cùng thì bắt đầu mới có cái mầm mống của cuộc chiến tranh đó. Cái cuộc chiến tranh này thì thực ra thì nó cũng đã được xảy ra từ lâu rồi, từ trước cả khi Shadow tham gia vào cái những cái phi vụ ở đây, nhưng mà lại xảy ra ở kiểu ở ở background ấy, ở phần hậu cảnh ấy. Và nhân vật chính là Shadow là cái người mà sẽ giúp chúng ta hình dung ra được cái diễn tiến câu chuyện thế nào. Shadow là một con người bình thường cho nên khó mà có thể tham gia trực tiếp vào cuộc chiến này, thế nên cái cuộc chiến này gần như bị đẩy vào cái phần hậu cảnh, chúng ta không được kể gì nhiều lắm về cái cuộc chiến này. Thế nhưng mà Shadow ở đây là được thuê bởi cái ông Wednesday, là một vị thần cũ, và ông ấy đưa Shadow đi thực hiện các cái công việc khác nhau, và cái việc chính thì có vẻ như là để thu phục tất cả những cái vị thần, để thuyết phục ấy, tất cả các vị thần cũ gia nhập vào cuộc chiến này với ông ấy để có thể chống lại các vị thần mới. Thế nó chỉ là các cái cuộc gặp như thế thôi, chứ nó cũng không hề có cái đánh nhau gì nhiều mà các bạn mong muốn là ở cuộc chiến. Nó không có những cái cuộc chiến xảy ra để tạo ra một đấy, kiểu như là những cái cuốn sách kiểu hành động ấy, thì nó sẽ không phải, đây không phải là một thể loại hành động. Nó có yếu tố lãng mạn, yếu tố bí ẩn trinh thám, có thần thoại vân vân, có hết tất cả, nhưng mà lại không hề có hành động đến nào. Thế nên đấy là có thể điều sẽ hơi khiến chúng ta thất vọng, nên là đấy là mình kể báo trước nhá, là như mình cũng đã bị thất vọng. Bởi vì hóa ra thì cái cuộc chiến đó, cái mà mình đang muốn đọc nhất ý, cái cuộc chiến đấy ý, thì nó lại không xảy ra, nó như một cái gì rất là mờ nhạt ở một cái backdrop cho cái câu chuyện này xảy ra, những cái nền mờ nhạt nào đấy xảy ra thôi, là cái lý do để những chuyện này xảy ra, chứ còn lại thì không hề nói gì về cái cuộc chiến, mặc dù chúng ta biết là cuộc chiến đấy vẫn đang tồn tại. Về mặt nhân vật thì có thể nói nhân vật thì thực ra không được xây dựng quá kỹ đâu. Ví dụ như Shadow, nhân vật chính ta, ngay cả nhân vật chính này, cái anh này á, khi anh ấy bị gặp những cái trường hợp như thế, anh ấy thấy cũng chuyện lạ, nhưng mà anh ấy rất thản nhiên, như thể tất cả chuyện này mới nhìn rất là bình thường. Và ngay từ đầu thì có vẻ vẻ như là đấy, mình nghĩ đấy là do dụng ý của tác giả muốn xây dựng nhân vật Shadow là người như vậy, là một người rất là thờ ơ, không hẳn là quá thờ ơ, nhưng mà không quá quan tâm tới những chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong đời mình ấy. Và anh ấy coi cái việc những chuyện kỳ lạ đấy nó xảy ra cũng là một việc hiển nhiên rồi, và anh ấy cứ theo chúng thôi mà cũng không có cái hỏi câu hỏi thắc mắc gì, mà
là mình đôi khi cũng thấy tức điên lên ấy, vì tại sao lại anh lại không hỏi những câu cần hỏi đi, cần phải giải thích tại sao chuyện này xảy ra chứ, tại sao anh lại cứ nghiễm nhiên lại chuyện đấy đang xảy ra như thế mà không hề đòi hỏi một lý do gì cả, mà tại sao ông quen sẽ lại chọn anh ấy mà anh ấy cũng không hề hỏi, mà tại sao lại không chọn người khác mà lại chọn anh, kiểu như vậy. Và cả cái việc anh ấy khi mà ở ngay đoạn đầu rồi là anh ấy được ra tù sớm là nhờ là được biết là vợ mình bị tai nạn giao thông chết, mà anh ấy trở về thì với mục đích chính là trở về với vợ thôi, nhưng bây giờ vợ chết rồi anh ấy cũng không có cái gì để trở về nữa, thế cho nên anh ấy mới kiểu đồng ý là nhận cái lời mời làm việc cho cái ông quen xe rất là bí ẩn này. Nhưng kể cả khi mà vợ anh ấy chết thì mình cũng không cảm nhận được cái cảm xúc, cái phản ứng nhất định từ phía Shadow về người vợ của mình, là không cảm thấy đau buồn, ví dụ kể cả không khóc hay là gì ngoài mặt, nhưng mà trong trong đầu ấy, bởi vì chúng ta đang ở trong đầu của nhân vật Shadow, thì mình thì tác giả cũng không ghi về những cảm xúc của Shadow nghĩ thế nào về cái chết của vợ mình, mà đặc biệt là cô vợ này lại chết trong một tình thế tình huống rất là oái oăm nữa, mà các bạn sẽ biết khi đọc truyện thôi. Thì nhưng mà anh ấy rất là bàng quang với việc này, khá là thản nhiên nữa, nên là có lẽ cái nhân vật Shadow này thì cũng chỉ như là một công cụ của tác giả trong việc làm một con rối, nghĩa là đóng vai trò như là một con rối của tác giả, của các nhân vật trong truyện từ đầu đến cuối hết. Cảm giác như anh Shadow này không có một cái gì nhỉ, một cái ý thức rõ ràng về việc mình đang làm gì, mình cần làm gì. Nhân vật này gần như là không có một động cơ hay mục tiêu gì mà chúng ta có thể biết được ở trong chuyện này. Đương nhiên là các bạn sẽ cảm thấy lý do tại sao anh ấy lại cứ làm việc này mà chẳng hiểu để làm gì, bởi vì anh ta cũng làm gì có cái động cơ gì đâu, anh ta chỉ là cho ở tại trong chuyện này nhé, mặc dù là nhân vật chính là người thực hiện hết tất cả hành động đấy, nhưng mà anh ta lại chỉ có cái vai trò là một con rối trong cái trong bàn tay của các nhân vật trong chuyện này và trong cái mong muốn của tác giả mà thôi, để tác giả dựng nên các ý đồ, tác giả thể hiện ra suy nghĩ của mình là thông qua nhân vật Shadow này, chứ Shadow không còn tác dụng gì nữa, làm nhân vật sẽ là một chiều. Thực tế là Shadow cũng không có mục đích gì trong việc đi làm cho ông Wednesday, ông Wednesday thuê Shadow với số tiền lương như thế, thế nhưng mà ừ anh cứ làm thôi, và anh ấy cứ thực hiện những cái cuộc phi vụ của Wednesday giao cho mà cũng không có câu hỏi gì, rồi sao cũng chẳng hiểu mục đích của tất cả bên này là gì. Và trong quá trình đó thì đương nhiên là anh cũng dần dần hiểu được là chuyện này sẽ xảy ra là ở đây có trận chiến giữa thần mới và thần cũ, thế nên anh ấy cũng không cần phải hỏi nữa, nhưng mà nó cũng rất là không đúng với cái tâm lý của người bình thường, đúng không, là chúng ta sẽ cần phải biết được luôn chuyện gì xảy ra, chứ không phải như anh ấy vẻ rất là bình thản và có vẻ không quan tâm tới tất cả những việc đấy ấy. Và nhưng mà bù lại thì mình lại rất là đánh giá cao cái việc anh này khá là bình tĩnh trong mọi trường hợp này, và anh ấy cũng rất là trung thành với Wednesday, mà kể cả khi mà có những cái lời đề nghị khác nó hấp dẫn hơn, và rõ ràng là cái các vị thần già này có khả năng sẽ thua, khả năng cao, nhưng mà anh ấy vẫn trung thành ở bên Wednesday cho đến tận cùng. Nhân vật Shadow thì cũng là một con người khá là xa cách và hờ hững và cảm giác hơi trống rỗng ý. Nếu như những gì mình vừa nói đấy, các bạn thì thấy là Shadow gần như là không có một tính cách gì đặc biệt nổi trội rõ ràng, và đó là cái điều mà chính cái cô vợ Laura của Wednesday, à của Shadow cũng còn nói là anh đôi khi không cảm thấy đang sống ấy, anh như không không có cảm giác có sức sống lắm, và anh ấy cũng đón nhận việc đó một cách rất thản nhiên, không hề có sự phản đối, cũng không cãi lại. Và đó là cái điều mà mình đang chưa hiểu ở về cái mối quan hệ giữa Shadow với cả người vợ Laura của mình, bởi vì nhân vật Laura này về sau cũng sẽ xuất hiện nhiều, cũng có đóng vai một chút vai trò này để khá là quan trọng chuyện, chỉ là mình vẫn chưa hiểu tại sao Laura làm những cái việc đấy. Và cái kết của chuyện đây chỉ là cái kết của chuyện nó hụt hẫng. Cái kết của chuyện nó là do cái cách tác giả giải quyết về cái những cái mâu thuẫn của Shadow này với cả về cái trận chiến ấy này, nó hơi nhanh, hơi dễ và gần như không có một cái công sức gì có cần bỏ ra để cần tính toán để có thể giải quyết được cái
những vụ việc lớn như vậy. Như bạn đọc rồi chắc các bạn sẽ hiểu thôi là mình đang nói về cái gì ở đây, phần kết tại sao lại có thể dễ dàng thế. Những cái cách mà tác giả giải quyết với phần kết ở đây là gần như là bằng nói chuyện là chính, nó cũng không dùng nhiều hành động. Và tất cả những cái nói chuyện này nó lại được chỉ là những cái lời lặp lại của một cái phát hiện mà Shadow phát thiết lập phát hiện ra từ trước đấy. Nhưng những gì mà Shadow phát hiện ra được từ trước đấy thì bây giờ được tóm gọn lại trong những cái từ ngữ hình này, được dùng để xử lý cho cái vụ cho cái cuộc chiến tranh này, cho cái kết này, và thế là kết thúc hết. Cảm giác như là một cái cuốn sách rất đồ sộ như thế này mà cũng chỉ giải quyết vỏn vẹn trong được có vài trang, rất là ngắn gọn ý, và tự dưng làm mình thấy cuối cùng xây dựng cả một cái cuộc chiến nó rất là kinh hoàng như thế, nó rất đáng sợ như thế. Mặc dù chúng ta không được đọc nhiều về cuộc chiến trong cuốn này, nhưng mà cảm giác nó có gì nguy hiểm đúng không? Và đến cuối cùng thì cảm giác nó sẽ làm cái gì để nó có thể phá hủy cái trái đất. Thế mà cuối cùng Nó thành quá là dễ dàng như vậy, dễ thuyết phục ý, mà không hề có một bằng chứng gì. Ít nhất cũng phải đưa bằng chứng gì đấy nhưng mà không có. Thế còn mối quan hệ giữa Shadow với cậu Wednesday thì nhưng mình nói Shadow nghiễm nhiên chấp nhận mọi thứ mà ông Wednesday kia làm, cũng không có thắc mắc gì với ông Wednesday cả. Ông Wednesday thì đúng kiểu vị thần rồi, rất là nóng tính, đôi khi cũng rất là bốc đồng và này nhỉ, nắng gió chiều mưa, rất là thất thường, tính cách rất thất thường nữa, đúng kiểu vị thần thôi, không có gì đặc biệt cả. Mình thì khá là thích với cái hình ảnh những vị thần mới. Tuy nhiên, đây là cũng là một điều rất là đáng tiếc trong cuốn sách này, đó là các vị thần mới ít xuất hiện quá ở trong cuốn những vị thần Mỹ mình. Bởi vì nhá, trong phim thì có hình ảnh của những vị thần mới xuất hiện ý, mình rất là thích. Mình cực kỳ là buồn cười trước những cái hình ảnh các vị thần mới mà tác giả tạo ra ở trong cuốn sách này, như thần công nghệ này, thần toàn cầu hóa này. Nhưng mà ở trong chuyện thì cái sự xuất hiện của các vị thần cũ, các vị thần mới khá là ít, và đấy là cái điều mình đang rất là mong mỏi nhiều hơn. Ví dụ có những cuộc gặp nhiều hơn, hay là những cuộc đụng độ nào đấy, hay là sự xuất hiện nào đấy, nó rất là ít, nên thất vọng. Ở đầu tiên thì có thể nó bị hơi dài dòng quá thật, đúng dài dòng quá. Thứ hai là cái cuộc chiến tranh thì xảy ra nó hơi mờ nhạt. Thứ ba chính là sự xuất hiện, cái thời lượng của các vị thần mới nó quá ít trong chuyện này so với cái mà mình muốn này. Thứ tư là nhân vật thì có thể là hơi không có gì đáng nói lắm, nhưng về Shadow như kiểu nhân vật thể hiện những cái tâm tư sĩ tác giả thôi, chứ cũng không có hành động gì nhiều. Câu chuyện thì là những cái dòng dài dòng văn hoa triết lý này, và chủ yếu để nói về lý do tại sao tất cả chuyện này cũng không hẳn. Nó chỉ là nói về cái gì suy nghĩ của nhân vật này, và những cái phán đoán, cái đánh giá của Shadow với tất cả chuyện đã xảy ra đấy thôi, chứ cũng không nói về cái lý do tại sao hay là hành động cụ thể. Shadow thì cứ nghĩ thôi, nhưng mà cũng không có hành động gì. Shadow gần như mình cảm thấy rất là thụ động trong cả câu chuyện này, cứ làm theo người này người nọ nói mà cũng không làm gì. Chỉ đến gần cuối thì đúng mà anh ấy cũng có chủ động hơn một chút rồi, nhưng mà gần như cả chuyện chỉ là thụ động, cứ theo tất cả những đề thôi mà không có một câu hỏi gì như mình nói. Đấy thì vừa nãy mình vừa có nói một cái mà cả chuyện thì nó là những cái cuộc gặp đúng không, gần như thế. Thế thì đến cuối thì cái kết chuyện ấy, khi mà được giải quyết như vậy thì tự dưng những cái cuộc gặp đấy nó bị vô nghĩa. Mình cảm thấy hóa ra cuối cùng những gì mình đọc vừa rồi nó bị công cốc, nó không còn có tác dụng gì nữa khi mà để một cái kết như vậy. Nhưng mà tác giả đã giải quyết một cái kết đấy nó quá dễ dàng như thế. Rốt cuộc những cái đoạn thu phục các vị thần, thuyết phục vị thần nó hơi vô nghĩa, và tự dưng nó làm vô hiệu hóa rất nhiều những chi tiết khác trong chuyện đi, làm mình thấy nó đáng tiếc, hơi thất vọng. Đó là về phần kết của chuyện ý. Chính cái kết của chuyện là cái vấn đề rất là lớn, mà không sao tác giả lại nghĩ về cái kết tự cách giải quyết như vậy. Có thể là do tác giả đang muốn đẩy nhanh câu chuyện thôi, bởi vì chuyện này nó để cái kết đọc cũng là rất là hụt hơi rồi nhé, nó rất là nhiều, tốn nhiều cái thời gian đọc lắm rồi đấy. Và nói chung là các bạn cũng phải kiên nhẫn thì mới có thể cố gắng đọc được hết ở cuốn sách này. Ít nhất thì cũng vẫn có cái sự tò mò là tại sao chuyện xảy ra, đúng không? Thì đúng cái lý do tại sao chuyện xảy ra nó lại cũng không
không được giải giải thích một cách rõ ràng. Ta vẫn không hiểu là tại sao lại phải xảy ra những chuyện như vậy. Còn một cái hay của cuốn này đó là cái twist của chuyện và cái yếu tố trinh thám. Cái yếu tố trinh thám ở đây nó được thể hiện ở việc là Shadow nói chung có cả một hàng, một đoạn siêu 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 dài miêu tả cuộc sống của Shadow ở một cái thị trấn ở Wisconsin, một thị trấn rất là lạnh, rất là băng giá mùa đông. Và nó như là một câu chuyện bình thường về đời sống hàng ngày, là Shadow sẽ làm gì trong thị trấn này, làm quen với tất cả những người dân thị trấn này, bắt đầu với những cái thị trấn nhỏ lẻ như nào, miêu tả về những người dân ở đây. Mình biết là nhiều người sẽ không thích đoạn này đâu, bởi vì nó không có gì xảy ra cả. Đúng, không có gì xảy ra. Cho đến tận cuối cùng chúng ta mới biết về một số những cái bí ẩn đang xảy ra ở trong thị trấn này. Và sau đó thì sẽ là phần phá án. Shadow sẽ tìm ra thủ phạm chính về những vụ việc xảy ra đó ở trong thị trấn này. Mình cũng có đoán được thủ phạm nào, cũng có một chút nào đấy liên quan đến các vị thần, nhưng mà chủ yếu nó vẫn khá là riêng rẽ so với cái cuộc chiến chính ở giữa vị thần mới, vị thần cũ. Nên là đôi khi, nên là thời gian đọc thì nó cũng như là một cái mạch truyện khá là riêng biệt so với cái mạch chính, cái mạch trinh thám ấy. Ngoài ra thì xen kẽ giữa cái mạch giữa các chương chính của truyện thì còn là những cái chương nói về nguồn gốc, nói về các người ngoài, họ nói về thời xưa ấy, khi mà làm thế nào mà các vị thần cũ xâm nhập được vào đất của Mỹ. Từ những người di cư ở châu Âu họ chuyển sang Mỹ và họ đem theo các vị thần của họ như thế nào. Đấy, thỉnh thoảng lại có những cái câu chuyện như vậy để giúp chúng ta có thể hình dung ra, hiểu rõ hơn về thế giới này. Nhưng mà điểm nó không được tốt cho lắm ở những cái chương như thế thì nó hơi, nó làm cắt ngang cái mạch chính của mình đang đọc ấy. Nó, bởi vì chương đấy nó cũng dài, nó cũng dài không kể các chương chính, nên là nó mới thành bị cắt ngang giữa chừng cái mạch truyện kia của người ta. Và cũng phần nào hơi hơi mệt khi đọc ấy, vì cái mạch truyện chính vốn đã dài rồi mà bây giờ chúng ta còn phải đọc thêm cả những cái mạch phụ phụ đấy, mà nó cũng không, nó chỉ là giúp giúp mình hiểu sâu hơn về cái câu chuyện thôi, về cái bối cảnh thôi, chứ cũng không có tác dụng gì làm rõ hơn về mặt nội dung câu chuyện cả. Thì với mình những cái chương đấy thì rất có thể với tác giả thì cũng muốn là để chúng ta có đáng, để tạo ra một cái thế giới mà nó đáng tin hơn trong mắt người đọc, người đọc có thể tin tưởng nhiều hơn về những gì xảy ra, một cái thế giới nó rất là đồ sộ như thế. Vì ở trong cuốn sách này thì gần như là cả một hệ thống nhân vật quá là đồ sộ, quá nhiều nhân vật ở đây. Đương nhiên chúng ta chỉ cần biết đến nhân vật Shadow là chính là được, nhưng cũng nói chung là rất là nhiều, cả các vị thần mới thần cũ này, rồi nhân vật Shadow này có một cái trò đồng xu nữa. Thì chính cái trò đồng xu của Shadow làm mình thấy hơi chán. Mình chủ yếu còn skip rất là nhiều đoạn liên quan đến đồng xu của Shadow. Mình cũng không hiểu nó có liên quan gì tới câu chuyện không ý. Có lẽ là các bạn có thể giải đáp thắc mắc để cho mình, nếu các bạn đã đọc cuốn này rồi. Mình nghĩ là đó là những gì mình có thể nói được về cuốn sách Những vị thần nước Mỹ này. Nhìn chung thì mình vẫn rất thích đọc cuốn này, nhưng mà nếu các bạn thấy nó dài quá thì thực sự, nếu bạn thấy ngại như này thì thôi có lẽ không nên đọc gì, bởi vì khi đã ngại đọc như thế rồi và sau đó nội dung của chuyện nó gần như là cũng không có hành động gì hơn ý, thì có lẽ là sẽ càng khiến các bạn nản hơn. Nên là thực sự các bạn phải muốn đọc cơ thì mới có thể vượt qua được rất là nhiều những cái trang nó cũng không thực sự quá là hay ở đây. Có một cái vị thần kiểu tình dục ở đây này nó rất là buồn cười ấy. Bởi vì mình ấn tượng nhất về cái vị thần đó ở trong phim, đó là cái vị thần này khi mà đang quan hệ với ai, thế là kiểu sử dụng sức mạnh bằng chính cái tính phụ nữ đấy của mình. Nó rất là hay ấy. Thì hóa ra cũng có trong này, nhưng mà hóa ra cái, nhưng mà đấy lại cũng rất là phụ ở trong chuyện này thôi. Mình xem phim mình lại cứ đa hình dung nhân vật đấy sẽ nhân vật chính cơ, nhưng mà đấy cái vị thần đấy lại chỉ là phụ. Mình thực sự cảm thấy đáng tiếc, bởi vì cái sức mạnh nhân vật đấy nó của cái vị thần đấy rất là thú vị. Nên là thôi thì cái điều thất vọng nhất thì đó chính là vì mình đã xem được phim trước và mình đã kỳ vọng rằng là chuyện nó cũng sẽ giống như phim, có thể hay hơn phim, nhưng mà không, nó nhiều cái nó cũng không thể bằng như phim. Và có lẽ chính vì những lý do mình vừa nói thôi cho nên là những người làm phim họ đã thay đổi rất là nhiều để về cả hình ảnh và về mặt câu chuyện rồi hành động vân nữa, để khiến cho cũng không phải thay đổi nhiều đến mức mà nó thay đổi hẳn, các bạn không biết đấy là phim chuyện đấy đâu. Thì ý ở đây là nó tạo ra cái cảm giác nó thú vị hơn, nó sống động hơn ý. Mình về cuốn này thì nó sẽ hơi
bằng 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 trôi trôi trôi, các nhân vật cứ trôi đi trôi lại mà cũng không tương tác quá mạnh mẽ với nhau. Và đặc biệt Shadow lại cái người hơi vô cảm thế này ý. Mọi người có làm gì thì anh ấy cũng không không kiểu bật lại quá là mạnh mẽ đâu. Nên là nếu các bạn có muốn đọc cuốn này cũng phải cân nhắc nhiều những gì mình đã nói đấy. Và nếu các bạn có bổ sung gì hơn về những cái hiện thực, những cái huyền ảo, những cái lý do tại sao cuốn này lại phải viết như thế, viết như thế, thì các bạn có thể comment bên dưới, vì mình cũng thực sự cũng không hiểu hết được là dụng ý của tác giả ở đây là như thế nào. Mình cũng không phải là người đọc ở chuyên sâu để nghiên cứu cuốn này, vì như mình thấy là ở các rất nhiều cái review trên Goodreads mà chê cuốn này ấy, thì nói rằng là ở cái tầng ngay tầng bề mặt thôi là với người đọc trung bình phổ thông là họ đã phải cảm thấy thoải mái, thoải mái, cảm thấy giải trí khi đọc rồi đúng không? Nhưng mà họ không cảm thấy được điều đấy, ngay ở ngay bề mặt thôi là cũng không cảm thấy giải trí. Thì mình cũng đồng ý là nếu các bạn để tìm được cái tính giải trí của này thì sẽ gần như không có đâu, bởi vì cái giải trí hay nhất là cái cuộc chiến thì nó lại bị đẩy ra phần cuối rồi. Nên cân nhắc, cũng phải cân nhắc rất là nhiều đấy, nhưng dù sao vẫn là một cuốn sách 4 trên 5 sao với mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Tạm biệt.